Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Trên đây là 29 mẫu nhựa ốp tường sử dụng cho phòng khách hot nhất năm 2023, được người tiêu dùng đánh giá và sử dụng nhiều nhất. Anh chị nào mà đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm này mà chưa tìm ra được những sản phẩm mà chất lượng cũng như là những vẻ đẹp mang lại thẩm mỹ cho gia đình mình thì đây là một video rất là bổ ích. Anh chị nên tham khảo và sử dụng những sản phẩm này ngay cho gia đình mình để tránh trường hợp là mất phải tiền nhưng mà mang lại độ thẩm mỹ không như anh chị mong muốn anh chị nhé. Và bên em là Trang Trí Nội Thất 3D. Xin chúc tất cả anh chị có phút giây xem video thư giãn và vui vẻ. Và nếu như có nhu cầu sử dụng sản phẩm này thì liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn. Và hiện nay bên em đang có chi nhánh tại 3 miền Bắc, Trung và Nam. Miền Bắc có chi nhánh tại Hà Nội và Hải Phòng, miền Trung có chi nhánh tại Nghệ An và miền Nam có chi nhánh tại Bình Dương và Sài Gòn. Anh chị ở gần khu vực nào nhất có thể bốc máy và liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn đến địa chỉ gần nhất của quý vị anh chị và các bạn nhé. Và nếu như thấy em chia sẻ video này thực sự hay hữu ích đến anh chị thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Ok, let's go, đi vào chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay nha anh chị nha. Thank you.
Thank you.